Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai quê tôi. Và bữa nay sẽ cập nhật tình hình để mọi người cùng theo dõi. Và trong 24 giờ qua tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 1.084 ca dương tính mới, trong đó có 235 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 350 ca trong khu phong tỏa và 499 ca trong khu cách ly. Cụ thể, thành phố Biên Hòa nhiều nhất 268 ca, huyện Vĩnh Cửu 245 ca, huyện Long Thành 176 ca, huyện Trảng Bom 172 ca, huyện Nhơn Trạch 69 ca, huyện Thống Nhất 45 ca, huyện Định Quán 36 ca, thành phố Long Khánh 24 ca, huyện Tân Phú 20 ca, huyện Cẩm Mỹ 16 ca, huyện Xuân Lộc 13 ca. Và trong 235 ca cộng đồng ghi nhận tại Biên Hòa 40 ca, ngụ tại An Bình 2 ca, Bổ Hòa 1 ca, Hố Nai 1 ca, Long Bình 9 ca, Long Bình Tân 1 ca, Phước Tân 1 ca, Tam Hiệp 1 ca, Tam Hòa 1 ca, Tam Phước 5 ca, Tân Biên 3 ca, Tân Hiệp 2 ca, Tân Hòa 3 ca, Tân Phong 1 ca, Tân Tiến 1 ca, Thống Nhất 1 ca và Trảng Dài 7 ca. Khu vực huyện Cẩm Mỹ ghi nhận 15 ca cộng đồng, ngụ tại Bảo Bình 5 ca, Sông Nhạn 1 ca, Sông Ray 1 ca, Thừa Đức 6 ca, Xuân Đường 2 ca, trong đó có 2 trường hợp làm tại công ty thời trang GNC Long Thành, 2 trường hợp về từ vùng dịch Nhân Trạch, 6 trường hợp lây nhiễm thứ phát từ các F0 trước đó, 5 trường hợp phát hiện qua test nhanh tại trạm y tế chưa rõ nguồn lây. Khu vực thành phố Long Khánh ghi nhận 23 ca cộng đồng, ngụ tại Bảo Vinh 19 ca, Hàng Gòn 1 ca, Xuân Lập 2 ca và Xuân Tân 1 ca. Khu vực huyện Long Thành ghi nhận 21 ca, ngụ tại An Phước 10 ca, Bình Sơn 4 ca, Long An 2 ca, Lộc An 3 ca, Phước Thái 1 ca và Tam An 1 ca. Khu vực huyện Tân Phú ghi nhận 16 ca cộng đồng, ngụ tại Phú Bình 1 ca, Phú Lâm 4 ca, thị trấn Tân Phú 7 ca và Trà Cổ 4 ca. Khu vực huyện Thống Nhất ghi nhận 21 ca cộng đồng, ngụ tại Bào Hàm 2 1 ca, Dầu Dây 3 ca, Gia Kiệm 4 ca, Gia Tân 1 1 ca, Gia Tân 2 2 ca, Gia Tân 3 2 ca, Hưng Lộc 3 ca, Lộ 25 4 ca, Xuân Thiệp 1 ca, trong đó có 20 ca là công nhân làm việc tại các công ty trong và ngoài huyện. Khu vực huyện Trảng Bom ghi nhận 28 ca cộng đồng, ngụ tại Bắc Sơn 10 ca, Hố Nai 3 17 ca, Sông Chầu 1 ca. Khu vực huyện Vĩnh Cửu ghi nhận 66 ca cộng đồng, ngụ tại Bình Hòa 6 ca, Bình Lợi 16 ca, Hiếu Liêm 3 ca, Tân Bình 7 ca, Vĩnh An 1 ca, Thạch Phú 31 ca, Trị An 4 ca, trong đó có 58 ca liên quan đến công ty Chesin. Khu vực huyện Xuân Lộc ghi nhận 5 ca cộng đồng, ngụ tại Ra Ray 1 ca, Xuân Phú 3 ca và Xuân Tâm 1 ca. Và đến lúc này tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai là 71.195. Trong 24 giờ qua có 692 ca bình phục, nâng tổng số ca bình phục lên 58.306, có 9 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 580. Về tình hình chích vaccine, chúng ta đã chích mũi 1 được trên 2.650.249. Trong đó có 1.846.455 người đã tiêm được đủ liều. Một tin rất vui là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi, triển khai tiêm trong tỉnh từ ngày 7 tháng 11 năm 2021. Các huyện, thành phố triển khai thực hiện cách ly điều trị F0 tại nhà theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế, đồng thời rà soát, sắp xếp lại các điểm cách ly tập trung để hỗ trợ thực hiện cách ly đối với những trường hợp không đảm bảo điều kiện tại nhà. Tiếp theo là biểu đồ trên các địa bàn của tỉnh Đồng Nai. Đầu tiên là biểu đồ trên địa bàn thành phố Biên Hòa cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, địa bàn thành phố Biên Hòa ghi nhận thêm 268 ca dương tính mới, nâng tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư là 29.519. Số trường hợp F1 là 5.844, số trường hợp F2 là 42.563, số ca tử vong là 251 và số ca khỏi bệnh là 22.545. Và trong 24 giờ qua, các khu vực tăng như sau: khu vực phường Long Bình tăng 38 ca, Tam Phước tăng 38 ca, An Bình tăng 12 ca, Long Bình Tân tăng 2 ca, Trảng Dài tăng 44 ca, Hóa An tăng 12 ca, Hố Nai tăng 6 ca, Tân Phong tăng 23 ca, Tân Biên tăng 10 ca, Tân Hòa tăng 23 ca. Khu vực phường Tam Hiệp tăng 1 ca, Quang Vinh tăng 1 ca, Tân Hiệp tăng 14 ca, Bổ Hòa tăng 3 ca, Phước Tân tăng 3 ca, Trung Dũng không ghi nhận ca mắc mới, Bình Đa tăng 6 ca, Bù Long tăng 4 ca, Tam Hòa tăng 13 ca,
Long Hưng không ghi nhận ca mắc mới, Tân Vạn không ghi nhận ca mắc mới, Tân Mai tăng 1 ca, An Hòa tăng 6 ca, Hòa Bình và Quyết Thắng không ghi nhận ca mắc mới, Thống Nhất tăng 2 ca, Tân Hạnh không ghi nhận ca mắc mới, Hiệp Hòa tăng 1 ca, Tân Tiến tăng 4 ca và Thanh Bình tăng 1 ca. Như vậy, nhìn trên biểu đồ mọi người có thể thấy là có 4 khu vực vùng cam, đó chính là Long Bình, Tam Phước, Trảng Dài và Hồ Nai. Các khu vực vùng vàng là An Bình, Hóa An, Tân Phong, Tân Hòa, Tam Hiệp, Tân Hiệp, Phước Tân, Bửu Long, Tam Hòa và Tân Hạnh. Các khu vực vùng xanh là Long Bình Tân, Tân Biên, Quang Vinh, Bửu Hòa, Trung Dũng, Bình Đa, Long Hưng, Tân Vạn, Tân Mai, An Hòa, Hòa Bình, Quyết Thắng, Thống Nhất, Hiệp Hòa, Tân Tiến và cuối cùng là Thanh Bình. Như vậy là biểu đồ trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã có sự thay đổi rất là rõ rệt. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Trảng Bom cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, địa bàn huyện Trảng Bom ghi nhận thêm 186 ca dương tính mới. Tập trung tại Hồ Nai Ba 31 ca, Bắc Sơn 50 ca, Sông Chầu 20 ca, thị trấn Trảng Bom 13 ca, Giang Điền 12 ca, An Viễn 2 ca, Bình Minh 14 ca, Đồi 61 9 ca, Tây Hòa 10 ca, Thanh Bình 3 ca, Quảng Tiến 3 ca, Trung Hòa 3 ca, Đông Hòa 5 ca, Hưng Thịnh 4 ca và Sông Thao 7 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Trảng Bom là 7.130 ca. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Xuân Lộc cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, địa bàn huyện Xuân Lộc ghi nhận thêm 13 ca dương tính mới, tập trung tại Xuân Phú 7 ca, Gia Rai 3 ca, Xuân Tâm 1 ca và Xuân Hòa 2 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Xuân Lộc là 469, số trường hợp F1 là 214, số trường hợp F2 là 539, số ca tử vong là 5 và số ca bình phục khỏi bệnh là 17. Và trong 24 giờ qua, địa bàn huyện Xuân Lộc ghi nhận 5 ca cộng đồng. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn thành phố Long Khánh cập nhật đến 15 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, địa bàn thành phố Long Khánh ghi nhận thêm 24 ca dương tính mới, tập trung tại Bảo Vinh 19 ca, Suối Tre 1 ca, Xuân Lập 2 ca, Hàng Gòn 1 ca và Xuân Tân 1 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực thành phố Long Khánh là 495, số trường hợp F1 là 498, trường hợp F2 là 247, số ca khỏi bệnh là 388 và số ca tử vong là 6. Và trong 24 giờ qua, địa bàn thành phố Long Khánh ghi nhận 23 ca cộng đồng tại Bảo Vinh 19, Hàng Gòn 1, Xuân Lập 2 và Xuân Tân 1. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Thống Nhất cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, địa bàn huyện Thống Nhất ghi nhận thêm 45 ca dương tính mới, tập trung ở các điểm như sau: Hưng Lộc 4 ca, Gia Tân 3 2 ca, Dầu Dây 13 ca, Gia Tân 1 4 ca, Bào Hàm 2 1 ca, Lộ 25 4 ca, Gia Tân 2 2 ca, Xuân Thiện 9 ca, Quang Trung 2 ca và Gia Kiệm 4 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Thống Nhất là 967, số trường hợp F1 là 2329, số ca khỏi bệnh là 615 và số ca tử vong là 13. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Định Quán cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, địa bàn huyện Định Quán ghi nhận thêm 36 ca dương tính mới, tập trung tại Gia Can 16 ca, Phú Cường 3 ca, Ngọc Định 6 ca, Phú Ngọc 2 ca, thị trấn Định Quán 1 ca, Thanh Sơn 4 ca, Phú Lợi 2 ca và Túc Trưng 2 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Định Quán là 566. Số trường hợp F1 118, trường hợp F2 là 22, số ca tử vong là 9 và số ca khỏi bệnh là 195. Và theo thống kê mới nhất thì khu vực huyện Định Quán đang là vùng xanh cùng với lại thành phố Long Khánh. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021. Nhìn trên biểu đồ thì mọi người có thể nhìn thấy khu vực huyện Cẩm Mỹ lúc này có hai khu vực là Xuân Đường và Thừa Đức đã chuyển sang màu cam. Và số ca tăng tại khu vực huyện Cẩm Mỹ như sau: Xuân Đường 9 ca, Thừa Đức 7 ca, Xuân Đông 1 ca, Xuân Tây 1 ca, Sông Ray 1 ca, Sông Nhạn 11 ca và Bảo Bình là 5 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Cẩm Mỹ là 471, số ca tăng là 35, số trường hợp F1 là 6, số ca tử vong là 6 và số ca khỏi bệnh là 282.
Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Tân Phú. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Tân Phú ghi nhận thêm 20 ca dương tính mới. Và trong 20 ca dương tính tại khu vực huyện Tân Phú ghi nhận 16 ca cộng đồng, ngụ tại Phú Bình 1 ca, Phú Lâm 4 ca, thị trấn Tân Phú 7 ca, Trà Cổ 4 ca. Và lúc này thì khu vực huyện Tân Phú đã xuất hiện thêm 4 khu vực màu cam, đó là Phú Bình, Phú Lâm, Phú Xuân và Phú Điền. Hiện nay khu vực huyện Tân Phú số ca ngoài cộng đồng đang chiếm rất là cao. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Và trong 24 giờ qua, địa bàn huyện Vĩnh Cửu ghi nhận thêm 245 ca dương tính mới. Các khu vực của huyện Vĩnh Cửu lúc này đã chuyển sang màu cam. Khu vực thị trấn Vĩnh An, Hiếu Liêm, Thiện Tân, xã Thạch Phú, Tân Bình và Vĩnh Tân. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Vĩnh Cửu ghi nhận 66 ca cộng đồng ngụ tại Bình Hòa 4 ca, Bình Lợi 16 ca, Hiếu Liêm 3 ca, Tân Bình 7 ca, Vĩnh An 1 ca, Thạch Phú 31 ca, Trị An 4 ca. Khu vực huyện Vĩnh Cửu lúc này toàn khu vực đã chuyển sang màu cam. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Long Thành. Và trong 24 giờ qua, địa bàn huyện Long Thành ghi nhận thêm 176 ca dương tính mới. Và trong 176 ca dương tính tại khu vực huyện Long Thành có 21 ca cộng đồng ngụ tại An Phước 10 ca, Bình Sơn 4 ca, Long An 2 ca, Lộc An 3 ca, Phước Thái 1 ca, Tam An 1 ca. Và đến lúc này tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Long Thành là 2.322 ca. Và biểu đồ cuối cùng là biểu đồ trên địa bàn huyện Nhân Trạch. Và trong 24 giờ qua, địa bàn huyện Nhân Trạch ghi nhận thêm 69 ca dương tính mới, nâng tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Nhân Trạch là 16.554. Khu vực huyện Nhân Trạch đến lúc này vẫn còn Hiệp Phước, Long Thọ là màu cam, Long Tân, Phú Hội, Phú Thạch, Phú Đông, Phước Thiền, Vĩnh Thanh, Đại Phước là màu vàng. Các khu vực như là Phú Hữu, Phước An và Phước Khánh đang là màu xanh. Tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai đến lúc này số ca càng ngày càng tăng, đặc biệt là ngày hôm nay, trên 1.000 ca. Hy vọng rằng trong những ngày tới số ca tại Đồng Nai sẽ giảm để mọi người có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Và trên đây là cập nhật tình hình trong 24 giờ qua tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2021 để mọi người cùng theo dõi. Và đến đây kênh Đồng Nai quê tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và nếu yêu mến kênh Đồng Nai quê tôi, mọi người có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai quê tôi. Và bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.